Con tên là Kenta. Kenta mấy tuổi rồi? 4 tuổi rồi. 4 tuổi rưỡi. Hôm nay Kenta giới thiệu cho mọi người bạn chữ cái tiếng gì nhỉ? Thái Lan. À Thái Lan rồi, xin mời. Xin mời bạn Kenta biết nào. Bạn chữ cái tiếng Thái nào? Bạn chữ cái tiếng Thái bạn chữ cái bằng tiếng gì? Bằng tiếng Thái viết nhanh nào. Viết khẩn trương cho mẹ xem nào. Đầu tiên là bạn chữ cái tiếng Thái là viết cái tiêu đề đó. Mình viết cái tiêu đề tiếng Thái Lan nữa nào. Tiêu đề tiếng Thái Lan nào, bạn chữ cái tiếng Thái nào. Có y luôn, có giống y luôn. Giống y luôn. Giống y cái tờ giấy. Không biết đi. Mẹ ơi, con biết giống y cái tờ giấy. Thấy màu đỏ chưa? Màu đỏ quá đẹp luôn. Thái. Bây giờ Kenta viết chữ Thái alphabet cho mẹ nào. Thái alphabet là một con này. Cuối cùng là có hít khăm. Bút mới mà. Bút mới quá đẹp luôn. Rồi bây giờ Kenta viết xuống, bắt đầu Kenta xuống viết rộng rộng như này con. Rồi chữ đầu tiên của tiếng Thái là chữ gì? Năm. Mỗi hàng năm chữ. Mỗi hàng năm chữ là không đủ cái tờ giấy này, nên Kenta phải viết mỗi hàng 8 chữ đi. Viết cái tờ giấy. Đâu thôi, ưng viết 5 chữ cũng được. Rồi chữ đầu tiên đọc là cò cái. Tiếp theo nào, viết to rõ ràng lên. Chữ 18. To lắm. Khọt khải. Tiếp theo. Khọt quả. Khọt quả. Khọt quả. Tiếp theo nào. Khọt khoái. Tiếp theo. Khóc khám. Ngô kinh ta. Tiếp theo nào. Còn không, mẹ ơi, ấy cái bài giấy thì con chưa thuộc à? Chúng ta thuộc chưa? Có và kháng. Giò chán. Tiếp theo. Không. Nè. Chú mà con viết không được. Đúng. Đúng, chính xác. Tiếp theo nào. Dạ. Giò dính. Đò chà đa mà không được. Đò chà đa. Tiếp theo nào. Không biết. Pháp hàn. Và phải ta mà biết không được.
và bác. Đẹp quá. Đúng rồi. Chính xác rồi. Không thôi kinh ta. Tiếp theo nào. Viết mấy chữ đây. Viết tiếp đi con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viết 9 chữ. Đúng không? Chính xác. Tiếp theo nào. Xong với nó nên đúng thì được rồi chứ nó được rồi mà chứ nó được rồi mà mà chưa chưa xem pa pa Kênh ta viết kênh ta đừng có đụng cái chữ cái hàng ở trên nha. Rồi tiếp tục nào con. Đọc từ tiếng Thái á. Đâu có viết phiên âm đâu mà đọc. Cái này đúng hay sai? Đúng. Ra vừa.
Rồi. 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 Cái này đúng rồi nè. Đúng rồi. Hồ hiếp. Hồ hiếp. Hồ hiếp. Lát chú, lát chú. Yeah. Lát chú, yeah. Lát chú, yeah. Tiếp tục nào con, xong chưa? Rồi. Ô, Kenta, Kenta ghi ngày thứ tháng nào?